nhiệm vụ của con chỉ để nấu canh đào nhéo cho mấy ăn thôi. Cái nồi cơm mới để trong nồi từ đổi nó thiêu cơm nguội ra ấy mà chả ấy. Hôm qua ta thấy mùi ta phải đổ ra nên hôm qua có ăn cơm đấy. Ăn từ hôm trước còn thừa tí cơm chả bỏ ấy. Thank you.
Bé ơi, chú Mina mày lấy bút cuối lên mày dạch bỏ hai cái chữ Made in Thailand xong mày đưa tay cả. Không mà vèo video tao không muốn dạch ở trong đây. Rút ra đây mày tôi giấy xi măng à?
rồi vậy. Mình bóc ra ngoài cho nè. Đưa cho ông vô thông cống cái này. Nào. Một thông cống ở dưới. Trên. Ờ, trên có dưới không cống. Toàn mấy cái đồ nhìn bạc phí. Cho bê cái bom xuống nè.